Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Việt. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào ngày 15 tháng 2 hôm qua, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu ở trận thiên tai dị tượng vùi dập, giáng xuống đất nước này và nạn nhân trong thời gian gần đây thường là các quan chức binh sĩ của Trung Quốc. Như cách mà dư luận cho rằng ông trời đã chọn đúng người đúng tội để trừng phạt. Hai ngày qua, nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Vân Nam liên tiếp xuất hiện các dị tượng như siêu thiên thạch rơi xuống tại Bắc Kinh, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, tỉnh Vân Nam trước khi trận động đất kinh hoàng mạnh hơn 7,1 độ Richter xảy ra, khiến cho hàng ngàn binh sĩ sĩ quan Trung Quốc thiệt mạng. Trên không trung thuộc khu vực này cũng xuất hiện dị tượng, bầu trời bị bao trùm bởi màu đỏ bất thường, hàng chục ngàn con quạ đen và chim lợn bay dập trời, kêu lên hàng loạt âm thanh to lớn náo động mang thông điệp của thần chết, làm dựng tóc gáy cho rất nhiều người, như là biểu tượng và điểm xui xẻo mà hai loài chim này mang lại. Một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua đã sổ gần như một lữ đoàn tên lửa của Trung Quốc đang đóng quân tại đây, tàn phá nhiều nhà cửa và chất khác, thu hút sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người. Diễn biến của thảm họa gây ra kinh hoàng xôn xao dư luận này ra sao, tất cả đều vào trong video hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị khán giả lắng nghe. Đất nước Trung Quốc có biệt danh đất nước nổi tiếng với hơn 5.000 năm lịch sử và tứ đại phát minh mang tầm ảnh hưởng thế giới. Thế mà giờ đây nó đã được coi là thủy thoại hoàn toàn sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo nước này. Đạo gia Trung Quốc thường nói: nhất nhân tạo, nghiệp lụy gia nhân, quân vương vô đạo, họa thân sinh, một người bình thường làm điều xấu sẽ liên lụy đến cả gia đình. Nhân thân là bậc đế vương mặc cho người đứng đầu đất nước cai trị ở vị trí cao, nghiễm nhiên nghịch nhiên, phản đạo cuồng vọng, bạo đồ ắt sẽ khiến quốc gia gặp đại họa, dân chúng khốn khổ, sinh linh lầm than. Chứng kiến những gì đã xảy ra tại Trung Quốc, sẽ lãnh đạo của độc đoán, tàn bạo, lập cận bình đưa bao nhiêu điều này để ứng nghiệm một cách chính xác đến thế. Những bậc minh quân thời xa xưa đều rất chú trọng tư dưỡng bản thân, luôn biết kính sợ kiên nhường, hành xử chuẩn theo đạo trời. Họ đều nhận được thức rằng mệnh của mình chính là đại biểu với ông trời và nhân gian. Nếu như không thể hành xử thuận theo ý trời thì thiên tai dị tượng ắt sẽ xuất hiện và hủy diệt để cảnh báo con người. Lúc này đế vương nên biết tranh thay giới tranh tịnh để bái thần linh thiên địa. Hơn nữa cần phải xuất phạt cảnh tỉnh bản thân, thuận thiên thời mà ra lệnh, xem các họa và tự cân nhắc. Nhìn lại bối cảnh hiện tại trên thế giới, nhất là vùng đất ở Trung Quốc đại lục, đạo đức đang bị tụt dốc, xã hội suy đồi, con người chỉ lao vào kiếm tiền bằng mọi giá, tôn thờ chủ nghĩa vật chất, bất chấp thủ đoạn, coi thường và phỉ báng thần Phật. Điều mà những kẻ bại hoại tội lỗi thường viện dẫn để an ủi, bảo vệ cho hành động bất chính của mình là không thấy, không thi trên đời không có thần Phật nào, chết là hết và trở thành cát bụi. Vì thế Trung Quốc, nơi mà xưa nay vẫn được con cháu hoa hạ tự hào là thằng châu đại địa, hiện đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Khi thiên tai nhân họa xảy ra triền biên, hồng thủy hạn hán, lũ lụt, băng tuyết, động đất, ôn dịch, mưa đá, nhân tai tấn công và hoành hành ngày càng dữ dội, đó phải chăng là lời cảnh tỉnh của thượng thiên, ông trời luôn từ bi và sẽ cho con người cơ hội. Dù quan chức hay người dân phổ thông, mỗi người đều cần tu dưỡng đạo đức, bởi đó mới là sợi dây chắc chắn gắn kết con người với thượng thiên bình an vượt qua đại nạn. Nhưng điều này trở thành vô nghĩa đối với những kẻ không biết trời cao đất rộng là gì, như Tập Cận Bình và nhà cầm quyền cộng sản của nước này. Trước một ngày khi trận động đất mang tính hủy diệt nhắm vào dân dội Trung Quốc xảy ra, hàng chục ngàn con quạ và chim lợn không biết từ đâu bay tràn ngập trên bầu trời Vân Nam, bóng tối bao trùm kèm theo những tiếng kêu rợn người mang âm thanh và sứ giả của thần chết, làm cho nhiều người rất hoang mang lo sợ. Họ đã nghĩ đến một biến cố về tai nạn nào đó khủng khiếp có xảy ra trước dị tượng bất thường trên, và sự lo lắng của họ đã trở thành sự thật. Vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, một trận động đất được cho là mạnh hơn 7 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 10 km trong lòng đất đã xảy ra gần khu vực huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, nhấn chìm mọi thứ tại một căn cứ quân sự quy mô của quân đoàn 5 của Trung Quốc xuống lòng đất, biến một lữ đoàn tên lửa tương đương gần 1.000 binh sĩ và sĩ quan của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chìm trong lòng đất. Mà cuộc tập kết với một lực lượng lớn quân đội tại một tỉnh có đường biên với nhiều tỉnh thành Tây Bắc của Việt Nam được cho là đang chuẩn bị âm mưu dạy cho Việt Nam bài học lần hai mà các tướng lĩnh diều hâu hàng đầu của Trung Quốc đang thúc đẩy và ủng hộ. Dư chấn của trận động đất cũng đã phá hủy nhiều tòa nhà hành chính của chính quyền và nhiều nhà dân ở huyện Bảo Sơn, khiến cho hàng ngàn người khác thiệt mạng. Nhiều tòa nhà ở huyện Ngọc Khiêm xung quanh thủ phủ quân binh các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam là Sơn La, Lai Châu cũng cảm nhận được sự rung lắc mạnh. Ngoài ra, hai cây cầu hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc cũng bị sập hoàn toàn cả hai chiều do tác động mạnh từ trận động đất này. Trước đó, vào trung tuần tháng này, một tai nạn xảy ra trên toàn tàu cao tốc đông đúc trong thời tiết mưa bão khiến cho khoảng 350 người thiệt mạng. Cây cầu ở Thanh Hải, Trung Quốc bị sập cả hai chiều do tác động mạnh trận động đất kèm theo mưa bão gần đây. Cụ thể, vào ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Man Roy, thuộc một khu tự trị của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, khiến cho hai cây cầu cao tốc hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc bị sập. Hai cây cầu bị sập cách nhau 3 km, gồm cầu Yametan với tổng chiều dài 507m và chiều cầu Yametan với số 2 tổng chiều dài là 907m. Do cầu Yametan cách tâm trận động đất chỉ có 7 km nên thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, cây cầu Yametan bị sập cả hai chiều, từng đoạn mặt cầu gặp sập gãy, đoạn domino bị đổ. Các trụ cầu cũng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau, hàng trăm xe cộ hư hại, tổng số người thiệt mạng hơn 350 người. Lý giải về điều này, ông Trần Kim Lũ, kỹ sư cao cấp của công ty tư vấn hữu hạn thanh tra giao thông Thanh Hải cho hay, do được cường độ trận động đất xảy ra tương đối lớn 7,4 độ Richter, sóng địa chấn trận động đất có cực là hướng về phía đông và một lực hướng từ phía nam sang bắc. Chính là hướng nam bắc này đã gây ra hiện tượng sập cầu về một hướng và một vấn đề mặt đường bị phồng do tác động theo hướng nam bắc này.
Theo kỹ sư này, do mặt cầu cách mặt đất không cao nên gầm cầu ít bị hư hỏng, không bị đất khi rơi xuống, liên kết toàn thể thân cầu bị ảnh hưởng nặng. Trong bước tiếp theo, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu phụ gầm cầu và quyết định phương án tái thiết lại. Cầu Yametan thuộc tuyến cao tốc A10 ở thành phố cảng miền Bắc Trung Quốc cũng bị sập vào khoảng 16:30 vào ngày hôm qua. Thật không may lúc đó có khoảng hơn 350 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Theo AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cho biết, các phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát các tòa nhà gần hiện trường đều bị hư hại. Đoạn bị sập dài khoảng 2 km trên cây cầu rơi xuống dòng sông, đường dài các tòa nhà ở phía dưới, sự cố xảy ra khi trời đang mưa xối xả do ảnh hưởng của bão. Cầu Yametan được xây dựng từ những năm 1980 và trùng tu phần năm 2006, thuộc tuyến cao tốc đối với cầu Hồng Kông Bắc Khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường ở thời điểm này khá đông do người dân đang trong cuộc đi tân trong trận mưa lũ. Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy hàng trăm phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra. Anh mô tả đây là một cảnh tượng như ngày tận thế. Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc viết trên Weibo rằng ông đang theo dõi sự việc với nỗi sợ to lớn mà dường như đây là một thảm kịch kinh khủng. Vào rạng sáng ngày hôm nay, lũ lụt lở đất trên diện rộng độ 4 đã xảy ra ở Hồ Bắc và Hồ Nam Trung Quốc. Sau những lời tuyên bố vô lý, ngông cuồng của chính quyền Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, thì không lâu sau đó chính phủ Hoa Kỳ lập tức phản đối việc Trung Quốc đưa ra quyết định tất cả tàu nước ngoài vào Biển Đông phải khai báo với cơ quan hàng hải nước này. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi đây là lời đe dọa hết sức nghiêm trọng và vô căn cứ đối với tự do hàng hải và thương mại trên thế giới. Với động thái hết sức ngang ngược vừa qua, Bộ Lầu Năm Góc lập tức ra lệnh cho tàu sân bay USS Nimitz và tàu khu vực USS Martin có mặt tại Biển Đông để kiểm tra giám sát cuộc tập trận trên biển, bác bỏ quy định mới của Bắc Kinh. Trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang có mặt tại vùng biển này trong cuộc tập trận kéo dài 14 ngày để phô trương các nước trong khu vực cũng như thiệu y với quốc tế. Hôm qua, một cuộc đụng độ máu lửa đã xảy ra, khẳng định ai mới là an toàn của thế giới. Trung Quốc nhiều vài thập niên trở lại đây đã phát triển mạnh mẽ hơn, vươn lên đứng thứ hai thế giới xét về thực thể quân sự lúc này. Trung Quốc rõ ràng chưa thể so sánh với Hoa Kỳ, nhất là hạm đội Mỹ đã có bề dày gần trăm năm phát triển. Chính vì thế, lực lượng hải quân Trung Quốc phải nhận cái kết đáng lòng trước một đối đầu chớp nhoáng tại khu vực tranh chấp với 8 tàu khu trục, nên tàu Trung Quốc bị hư hỏng nặng, trong đó có 3 chiếc tàu bị chìm xuống biển, 6 tàu hải quân bị tên lửa Tomahawk đánh chìm. May mắn cho hải quân Trung Quốc là tàu sân bay Liêu Ninh cách vị trí với lượng hải quân Hoa Kỳ khá xa, nên kịp thời chạy trốn được tấp sau sân. Qua cuộc đụng độ như thế này thì mới thấy hải quân Trung Quốc vẫn là một con hổ giấy, chỉ giỏi bắt nạt các nước nhỏ và yếu hơn mình. Nhưng khi đối đầu với các nước siêu cường về quân sự thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ hay Nga, thậm chí Nhật Bản cũng chưa chắc là Trung Quốc đã hơn. Nếu so về chất lượng thì chúng ta ai biết về cái gì mà mang mác Made in China, thì nếu giỏi thì đã quá rõ ràng chất lượng như thế nào, đó chỉ là hàng nhái, hàng chuyên đi sao chép mà thôi. Ngay sau đó, truyền thông nhà nước CCTV ra sẽ bắt và các học giả Trung Quốc lập tức chỉ trích tàu chiến Hoa Kỳ đã cố tình gây hấn tấn công hải quân Trung Quốc trên Biển Đông một cách trắng trợn. Nhưng bên Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào trước việc hải quân của hai nước vừa có cuộc đụng độ trên Biển Đông. Trong động thái mới đây, việc Trung Quốc đưa ra yêu cầu tất cả các tàu nước ngoài phải khai báo với cơ quan hàng hải Trung Quốc khi đi qua Biển Đông khiến nhiều nước trên thế giới bức xúc trước những quy định phi lý như vậy. Chính quyền Nhà Trắng gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại trong khu vực cũng như là trên thế giới. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!